Thưa quý vị, sau khi Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường, thì Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI đã khuyến nghị không nên bù đắp việc thất thu từ thuế nhập khẩu xăng dầu bằng cách tăng thuế môi trường. Trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đề xuất tăng trần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 4.000 đồng lên 8.000 đồng một lít. Dự thảo này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Về phía Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, việc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với xăng dầu theo các cam kết quốc tế có thể làm giảm nguồn thu ngân sách, nhưng không nên bù bằng cách tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. VCCI lập luận, trước đây kết cấu của thu ngân sách của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn thu không bền vững như thu từ khai thác tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, tiền bán đất. Trong khi đó, các nguồn thu bền vững hơn như thuế thu nhập, thuế tài sản là đóng góp không đáng kể. Và thuế bảo vệ môi trường cũng giống như thuế tiêu thụ đặc biệt là một nguồn thu không bền vững. Nếu các loại thuế này đóng góp đáng kể trong tổng thu ngân sách, sẽ khiến nhà nước bị đặt vào vị trí xung đột lợi ích. Vì một mặt nhà nước có chính sách hạn chế tiêu dùng một số loại mặt hàng, nhưng mặt khác, bộ máy nhà nước lại được nuôi sống từ chính mặt hàng đó.